Hello hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em cắt bỏ những cái bông để dưỡng cái cây nha cô chú anh chị. Trong thời gian giãn cách xã hội này chưa có gửi được hàng cũng như là ngưng không có ship hàng cho khách á, em sẽ cắt loại bỏ những cái bông đang nở hoa sắp sửa tàn đi dưỡng cái thân cho cây khỏe mập để qua giãn cách xã hội gửi cho cô chú anh chị những cây thật là tốt. Bây giờ cô chú anh chị thấy thì em cắt cũng khá là nhiều loại bông, nào là mỹ hồng, rồi bông mỹ vàng, những loại hoa rất là vip. Nhưng mà phải cắt để dưỡng cái thân cho thân khỏe. Bông cam Đài Loan, vàng lá to, mỹ đỏ, vàng chân cam, tàu thái lai đỏ, hồng phấn lá trung, tàu thái lai vàng cam luốc, rồi anh lá hẹ, anh này là hồng phấn thơm, trăng trắng lá trung, rồi anh này là trăng tàu, bông to đùng, trăng vàng lá xoắn, trăng hồng phấn thái, trăng vàng lá xoắn. Ảnh luốc luốc màu rất là đẹp luôn cô chú ơi, nhưng mà phải cắt bỏ để dưỡng cái thân. Và đây là những cây em đã cắt nãy giờ, anh mỹ đỏ nè, bông rất là to. Đây là ông mỹ hồng, anh này là mỹ vàng lúc nãy em cắt nè cô chú. Ông này là tàu thái lai đỏ, rồi mỹ đỏ Tiền Giang. Còn ông này là trang mỹ đỏ nữa. Đây, anh này là tàu thái lai màu vàng. Còn anh này là vàng chân cam lúc nãy em vừa cắt nè cô chú anh chị. Anh này là tàu thái lai đỏ. Đây là những anh tàu thái lai vàng lúc nãy em cũng vừa cắt. Hồng phấn thơm, rồi trang trắng lá trung, trang tàu thái lan vàng nữa nè cô chú ơi. Rất là nhiều bông đẹp luôn. Sau khi cắt là một bãi chiến trường. Cắt xong là phải nhặt lại như vậy đó. Đó, cô chú thấy cái màu bông rất là đẹp. Anh này là tàu thái lai vàng luốc. Dạ vâng, thì trước khi kết thúc video em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, mỗi ngày là một niềm vui. Cô chú anh chị nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nhé.